Vị hôn thê và con trai trưởng thôn yêu đương vụng trộm trong ruộng ngô, bị Lý Hải Phong bắt ngay ngắn. Đây là một bộ lịch sử phấn đấu của đàn ông, đàn ông nhất định phải tàn nhẫn, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng phải tàn nhẫn. Tầm như hàng thiết, ra tay tàn nhẫn tuyệt, mới có thể trở nên nổi bật, đem tất cả cừu nhân dẫm dưới lòng bàn chân. Chương 1. Vị hôn thê phản bội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đại học nghỉ hè Lý Hải Phong cổng hành lễ kích động trở về quê nhà. Lúc đi ngang qua một mảnh ruộng ngô, thấy vị hôn thê của mình Trần Quyên cùng con trai trưởng thôn Vương Tiểu Hổ ôm nhau hôn môi, hôn, bóp bóp, vang lên. Nhìn động tác thuần thục của hai người, khẳng định không phải lần đầu tiên hôn. Cậu nam nữ. Lý Hải Phong tức đỏ mắt, xông lên một cước đá ngã Vương Tiểu Hổ. Trùng hợp như vậy, lúc Vương Tiểu Hổ ngã sắp xuống đất, cái óc đập vào một viên gạch nhô lên, đỏ bừng tại chỗ, mí mắt đảo qua hôn mê bất tỉnh. Lý Hải Phong đỏ mắt chất vấn Trần Quyên làm sao xứng đáng với mình, nhưng Trần Quyên lại la to. Cứu mạng A, tiểu hổ ca bị Lý Hải Phong đánh chết. Giết người A. Lý Hải Phong xem như gây đại họa, trưởng thôn vương Đại Lâm dẫn một đám người chạy tới hiện trường, trực tiếp đem Lý Hải Phong đè trên mặt đất điên cuồng đánh. Tiểu tử bức, dám đánh con ta, ăn gan gấu gan báo. Con ta nếu có cái tốt xấu, ta giết chết ngươi." Máu tươi từ trong miệng, lỗ mũi của Lý Hải Phong chảy ra, quần áo cũng bị xé nát, rất nhanh mất đi ý thức. Chờ lúc Lý Hải Phong tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường nhà mình, mẫu thân ngồi ở một bên lau nước mắt, nhìn thấy Lý Hải Phong tỉnh, mẫu thân thập phần cao hứng. "Con trai, con xem như tỉnh rồi." "Hù chết mẹ rồi." "Mẹ, làm sao con trở về được?" Lúc Lý Hải Phong mở miệng nói chuyện, phát hiện cổ họng của mình khàn khàn, thập phần khó chịu, ngực buồn bực, có chút thở không ra hơi, hắn để trần thân trên, chỉ mặc một cái quần đùi, thân thể lộ ra bên ngoài đầy vết thương, nhìn qua thập phần dọa người. Là anh cổng em về. Lúc ấy mặt em đầy máu, hôn mê bất tỉnh, làm anh sợ hãi. Nói tới đây, nước mắt mẹ vừa mới ngừng lại lại chảy ra. Con trai à, nếu con có tốt xấu, bảo mẹ sống thế nào đây? mẹ, chúng ta đều bị Trần Quyên lừa. Lý Hải Phong nghiến răng nghiến lợi mắng. Nàng chính là tiện nhân. Trong lòng Lý Hải Phong ngẹn khuất muốn chết, cậu và Trần Quyên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, năm cậu thi đậu đại học, hai người đính hôn, vốn định chờ Lý Hải Phong tốt nghiệp đại học, liền kết hôn, không nghĩ tới Trần Quyên lại cắm sừng cậu. Giận dữ. Đau lòng. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trần Quyên mặt không chút thay đổi đi đến, nhìn Lý Hải Phong. Nếu bị ngươi thấy được, ta đây liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Tiện nhân. Lý Hải Phong chửi ầm lên, ngoài tình đánh gãy chân, còn đúng lý hợp tình như thế, chưa từng thấy qua người vô liêm sĩ như vậy. Lúc trước đầu ta bị lừa đá, mới đáp ứng cùng ngươi hảo. Đính hôn không bao lâu ta liền hối hận, ngươi sẽ không nói lời ngon tiếng ngọc dỗ ta vui vẻ, luyến tiếc dùng tiền cho ta mua lễ vật mỗi lần tới nhà ngươi ngửi được mùi phân heo mùi phân dê mùi phân gà ta liền ghê tởm muốn ói nếu không là mẹ tôi ngăn cản tôi đã sớm chia tay với anh rồi ngươi cảm thấy ngươi thi đậu đại học liền thật có thể cá chép vượt long môn triệt để xoay người rồi tỉnh lại đi đây là không có khả năng hiện tại sinh viên nhiều chính là đã không đáng giá tiền cho dù cậu học đại học danh tiếng sau khi tốt nghiệp nhiều lắm cũng tìm một công việc coi như có thể một năm kiếm được 10 vạn 8 vạn. Trong thành phố giá phòng đắt đến thái quá, ngươi làm cả đời công đều mua không nổi một bộ ra dáng phòng ở, đi theo ngươi chỉ biết chịu khổ chịu tội, sẽ không hạnh phúc. Trần Quyên mặt mang khinh bỉ, của trách Lý Hải Phong không đúng. Ngươi ngay từ đầu liền biết nhà ta tình huống, ngươi nếu ghét bỏ, vì sao còn muốn cùng ta đính hôn? Trần Quyên hừ nói. Ta lúc ấy ngây ngốc. Nhất thời hồ đồ cùng ngươi định thân, cũng may ta tỉnh ngộ kịp thời không có chịu thiệt thòi lớn vương tiểu hổ mạnh hơn ngươi gấp trăm lần ở trong thôn xây biệt thự lớn còn ở trong thành mua phòng lái xe sang trọng hơn trăm vạn ra tay hào phóng biết dỗ người thường xuyên mời tôi đến khách sạn lớn ăn cơm còn tặng cho tôi rất nhiều lễ vật quý giá nặc thấy không trần quyên quơ quơ nhẫn kim cương trên ngón tay chiếc nhẫn kim cương này chính là vương tiểu hổ tặng cho em tốn mấy vạn cũng chính là đêm hôm đó tặng nhẫn kim cương cho em em cam tâm tình nguyện lên giường vương tiểu hổ nói tới đây trần quyên khóe miệng nổi lên mỉm cười Ngươi muốn nghe lên giường chi tiết sao ta có thể cùng ngươi cẩn thận nói một chút a à, đặc biệt kích thích không biết xấu hổ lý hải phong mặt xanh mét hai mắt đỏ bừng chỉ vào cửa quát cút ra ngoài lập tức cút ra ngoài nghe này em chính thức tuyên bố giải trừ hôn ước từ nay về sau anh là anh em là em không còn liên quan ném lại một câu trần quyên ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài đứng lại lý hải phong hô to một tiếng trần quyên dừng bước khinh bỉ nhìn lý hải phong sao không nỡ để em đi muốn em ở lại đừng nằm mơ ngươi có quỳ xuống cầu xin ta ta cũng sẽ không lưu lại loại người nghèo rất mồng tơi như ngươi ta mới không cần đâu chỉ có loại phú hào như vương tiểu hổ mới đáng giá ta phó thác cả đời ngươi nha lưu manh cả đời đi không có khả năng có nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi lý hải phong lạnh giọng nói lúc trước chúng ta đính hôn thời điểm mẹ ta cho ngươi hai vạn đồng tiền hiện tại ngươi muốn cùng ta giải trừ hôn ước liền đem tiền trả lại trần quyên giống như là bị dẫm đuôi chó đồng dạng dầm chân mắng to kia hai vạn đồng ta đã sớm tiêu hết là ngươi chủ động đề xuất giải trừ hôn ước dựa theo quy củ của thôn ngươi phải trả tiền ta sẽ không trả ngươi có thể làm gì ngươi dám không trả tiền ta đi tòa án khởi tố ngươi khởi tố em anh có chứng cứ không anh làm sao chứng minh em nhận hai mươi ngàn trần quyên cười lạnh nói anh không đưa ra chứng cứ tòa án sẽ không để ý đến anh đâu ngu ngốc ngu xuẩn vậy hai vạn đồng coi như là bồi thường cho ta thanh xuân tổn thất phí dù sao ngươi chậm trễ ta ba năm còn sờ tay nhỏ bé của ta muốn ngươi hai vạn đồng tuyệt không nhiều mẹ của lý hải phong thật sự nghe không nổi nữa vẻ mặt thất vọng nhìn trần quyên quyên tử sao con lại biến thành như vậy lúc trước con rất hiểu chuyện a à, rất thích gió biển a à, con còn nói gió biển thi đậu đại học là văn khúc tinh hạ phàm A. Văn khúc tinh chó má. Trần Quyên vẻ mặt khinh thường. Lúc trước em quá đơn thuần, quá dễ lừa, bị hai mẹ con các anh lừa rồi. May mắn ta biết tự bảo vệ mình, không để cho Lý Hải Phong chiếm quá nhiều tiện nghi, bằng không ta thua thiệt lớn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Chương 2 Nhặt được một cái phá hại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio oanh cửa sân bị đá văng vương tiểu hổ sau óc cuốn băng gạt dẫn mấy nam nhân cường tráng xông vào lớn tiếng mắng lý hải phong cút ra đây dám đánh lén ta thấy trần quyên cũng ở đây vương tiểu hổ nhướng mày sao cậu lại ở đây hổ ca anh đừng hiểu lầm trần quyên vội vàng chạy tới ông lấy vương tiểu hổ cánh tay cười duyên nói ta là tới giải trừ hôn ước nói tới đây trần quyên kiển mũi chân biểu cái miệng nhỏ nhắn hôn lên mặt vương tiểu hổ một cái vương tiểu hổ hài lòng gật gật đầu quyên tử yên tâm đi sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm khổ hổ ca ngươi thật tốt có thể làm nữ nhân của ngươi là ta đời này lớn nhất hạnh phúc trần quyên dùng thâm tình ánh mắt nhìn vương tiểu hổ vương tiểu hổ dương dương tự đắc nhìn lý hải phong lý hải phong Ngươi thi đậu đại học thì như thế nào, quyên tử cuối cùng vẫn là lựa chọn ta. Ha ha ha. Lý Hải Phong đột nhiên cười ha hả. Vương Tiểu Hổ trừng mắt. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngu xuẩn. Lý Hải Phong khinh bỉ nói. Nhặt được một đôi giày rách, còn Dương Dương đắc ý, quả thực ngu xuẩn. Trần Quyên sắp bị ta chơi hỏng rồi, đã sớm chán rồi, ngươi nếu thích nhặt giày rách, vậy tặng cho ngươi là được rồi đi chết đi ngươi mới là dày rách trần quyên đầu tiên là mắng lý hải phong một câu sau đó hướng vương tiểu hổ giải thích hổ ca ngươi ngàn vạn lần đừng tin lời của hắn a à, ta cùng hắn cái gì cũng chưa từng phát sinh qua hắn cố ý bại hoại thanh danh của ta là muốn châm ngòi quan hệ giữa chúng ta a à, ngươi ngàn vạn lần đừng mắc mưu a à. lý hải phong hừ lạnh một tiếng vương tiểu hổ đổi lại là ngươi cùng một nữ nhân đính hôn ba năm ngươi sẽ nhẫn nhịn cái gì cũng không làm sao văn lầm lẫn lầm lẫn giả dối lúc trước ngươi cùng ta ngủ thời điểm cũng không phải như vậy khi đó ngươi ôn nhu như nước ông cổ của ta gọi ta thân ái còn thề sẽ yêu ta cả đời một kiếp vĩnh viễn không phản bội còn nói muốn cho ta sinh một đống hài tử lý hải phong ngươi quá vô sĩ nói dối bại hoại thanh danh của ta ngươi quá không biết xấu hổ hổ ca ngươi phải tin tưởng ta a à? Ta cho tới bây giờ chưa từng cùng Lý Hải Phong ngủ qua, ngay cả miệng cũng chưa từng hôn qua, để cho hắn sợ một cái tay nhỏ bé, hổ ca, ngươi đã quên. Trần Quyên sắp khóc rồi. Vương Tiểu Hổ hung tận trừng mắt nhìn Lý Hải Phong. Ngươi ít ở chỗ này chăm ngòi ly dáng ta mới sẽ không mắc mưu đâu. Hừ! Lý Hải Phong biểu môi. Vậy cũng không thể nói rõ cái gì. Hiện tại y học phát triển như vậy, muốn gặp hồng mấy trăm đồng là xong lúc trước ta cùng trần quyên ngủ thời điểm nàng cũng chảy máu lúc ấy ta còn rất cao hứng cảm thấy trần quyên là cái bảo thủ tốt nữ nhân hiện tại xem ra lúc trước ta cũng có thể bị lừa dối trần quyên có thể lừa ngươi đương nhiên cũng có thể lừa ta còn không biết nàng đi mấy lần bệnh viện sau khi nghe lý hải phong nói niềm tin của vương tiểu hổ đã xảy ra dao động ánh mắt nhìn về phía trần quyên tràn ngập hồ nghi trần quyên bị tức khóc nước mắt ào ào chảy hổ ca ngươi nếu hoài nghi ta có thể mang ta đi bệnh viện làm cái kiểm tra a à? ta nếu là đã làm giả bệnh viện nhất định có thể tra ra được rồi bảo bối đừng khóc ta cũng không phải kẻ ngốc mới sẽ không tin lý hải phong nói đâu đừng khóc mắt đều khóc sưng lên ta rất đau lòng đây vương tiểu hổ ông trần quyên vào trong ngực an ủi nhìn như rất trọng lượng kỳ thật trong lòng đã nổi lên lòng nghi ngờ dự định tìm thời gian đưa trần quyên đến bệnh viện kiểm tra một chút nếu điều tra ra Trần Quyên thật sự làm giả, hắn tuyệt đối không tha cho Trần Quyên. Trấn An tốt Trần Quyên về sau, Vương Tiểu Hổ từ trong ngực móc ra một thanh chủy thủ, chỉ vào Lý Hải Phong mũi mắng. Nhanh chóng quỳ xuống cho ta dập đầu xin lỗi, lại bồi thường ta tiền thuốc men, tinh thần tổn thất phí 10 vạn khối, người đánh lén ta chuyện là có thể chấm dứt. Lý Hải Phong lạnh giọng nói. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Vương Tiểu Hổ vung dao găm một cái ta trực tiếp giở xuống một chân của ngươi lý hải phong mẫu thân vội vàng chạy tới cầu tình tiểu hổ a gió biển không phải cố ý đã thương ngươi đấy ngươi liền buông tha hắn đi cút sang một bên vương tiểu hổ đẩy mạnh mẹ của lý hải phong ngã xuống đất trán đập vào khung cửa máu tươi chảy ra nhìn thấy mẫu thân bị thương lý hải phong lập tức nổi giận cầm lấy một cái ghế hướng vương tiểu hổ vọt tới vương tiểu hổ ta giết chết ngươi mấy nam nhân đi theo phía sau vương tiểu hổ mạnh mẽ lao ra, ba lần năm trừ hai đem Lý Hải Phong đè trên mặt đất, Lý Hải Phong liều mạng giãy dùa, tức giận rít gào. Vương tiểu hổ, ngươi hôm nay nếu có gan, liền giết ta. Mẹ kiếp. Mấy anh em, đè hắn lại cho ta, ta hôm nay cho hắn chảy chút máu, để hắn hiểu vì sao hoa lại đỏ như vậy. Không cần a. À. Mẹ Lý Hải Phong nghiêng ngã lão đảo chạy tới, phù phù quỳ xuống, khóc la. Vang cầu ngươi, không nên thương tổn con ta, ta thay nó dập đầu xin lỗi ngươi, vang cầu ngươi, buông tha nó đi. Nói tới đây, mẹ của Lý Hải Phong bắt đầu dùng sức dập đầu, từng chút từng chút, phát ra tiếng bang bang. Ngươi đứng lên, đừng dập đầu với hắn, ngươi đứng lên a, à, Vương Tiểu Hổ, ta thề, nhất định phải giết chết ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi. Người ở trạng thái cuồng nộ, thông thường sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Lý Hải Phong giờ phút này chính là loại trạng thái này, nhìn thấy mẫu thân chịu nhục, hắn phẫn nộ tới cực điểm, mạnh mẽ giải thoát áp chế của mấy nam nhân, nhảy lên nhào về phía Vương Tiểu Hổ. Mẹ kiếp! À, Vương Tiểu Hổ không hề phòng bị bị Lý Hải Phong đánh ngã xuống đất, mũi trúng một quyền nặng nề, máu mũi vọt thẳng, đau đến mức hắn gào khóc, ngay sau đó chủy thủ trong tay bị Lý Hải Phong đoạt lấy, trực tiếp chống vào cổ hắn. Lý Hải Phong trừng mắt đỏ tươi con mắt, như là một đầu phát cuồng mãnh thú phẫn nộ rít gào vương tiểu hổ ta làm thịt ngươi vương tiểu hổ sợ hãi run rẩy thanh âm hô lý hải phong ngươi đừng xúc động a à, phải bình tĩnh a à, giết người là phạm pháp a à, phải đền mạng a à. mẹ của lý hải phong cũng sợ hãi vội la lên hải phong đừng làm chuyện ngu ngốc mau buông dao găm xuống trần quyên trực tiếp trốn thật xa sợ Lý Hải Phong nổi điên cũng giết chết cô. Cùng Vương Tiểu Hổ đến mấy năm nhân ngược lại rất có nghĩa khí, không né tránh, xông lên giải cứu Vương Tiểu Hổ. Đều cút ngay. Lý Hải Phong tức giận quát. Các ngươi dám lại đây, ta lập tức đâm chết hắn. Nói đến đây, bàn tay cầm dao găm hơi dùng lực, đâm thủng cổ Vương Tiểu Hổ, chảy ra một ít máu tươi. Vương Tiểu Hổ thê thảm kêu to, nước mắt đều chảy ra các ngươi đừng tới đây a à, đừng tới đây a à. mấy người đàn ông ném chuột vỡ đồ đứng tại chỗ không dám lộn xộn vương tiểu hổ ăn nói khép nép cầu xin tha thứ lý hải phong ta sai rồi ta hướng ngươi xin lỗi van cầu ngươi thả ta đi ta có thể đem trần quyên trả lại cho ngươi con mẹ nó con tiện nhân trần quyên kia con giữ lại đi mẹ mới không thèm được 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 ta giữ lại ta có thể bồi thường cho ngươi, nhà ngươi không phải thiếu tiền sao? Ta cho ngươi tiền, năm vạn được không? Mười vạn cũng được a, à, chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức cho ngươi mười vạn. Vương Tiểu Hổ, ngươi khi dễ ta có thể, nhưng là không thể khi dễ mẹ ta. Lý Hải Phong trống giận một tiếng, giờ dao găm đâm về phía Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ tru lên một tiếng, giữa hai chân chảy ra một ít tanh hôi chất lỏng, đây là dọa tiểu hoa chương 3 Lớn yếu sợ mạnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Dừng tay Thông trưởng Vương Đại Lâm dẫn một đám người xông vào, hướng về phía Lý Hải Phong quát Lý Hải Phong, ngươi dám động đến con ta, ta giết chết cả nhà ngươi Cha, cứu con, mau cứu con a à. Vương Tiểu Hổ không có cốt khí khóc trống lên Vương Đại Lâm đau lòng muốn chết, gấp giọng hô Tiểu Hổ, ngươi yên tâm, Lý Hải Phong không dám động đến ngươi. Ta không dám. Lý Hải Phong nghe răng cười một tiếng, trực tiếp dùng chủy thủ rạch ra một lỗ hổng trên cổ Vương Tiểu Hổ, máu tươi nhanh chóng chảy xuôi ra. Vương Tiểu Hổ đau đớn gào khóc. Cha, cứu con, con không muốn chết. Cha ơi! Giữa hai chân lại chảy ra chất lỏng, đây là lại dọa Tiểu Hoa. Vương Đại Lâm tức giận hai mắt đều đỏ, hung tợn trừng Lý Hải Phong thao ngươi tổ tông. Đúng, ta là không muốn sống. Con mẹ nó ta đã sớm sống đủ rồi. Lý Hải Phong trong lòng tồn động hết thảy oán khí tại giờ khắc này bộc phát, điên cuồng rít gào. Từ nhỏ đến lớn, ta liền không có qua một ngày thư thái cuộc sống. Mẹ tôi không cẩn thận bị phỏng mặt, để lại sẹo, bị cha tôi ghét bỏ, bị người trong thôn cười nhạo, mắng mẹ tôi là người xấu xí. Cha ta cùng một tiểu thư gội đầu chạy, bị người trong thôn mắng lão lưu manh, mắng ta là thằng nhãi lưu manh. Hiện giờ, Trần Quyên lại bị cắm sừng. Ta sống quá mệt mỏi, quá uất ức, là người liền có thể khi dễ ta, loại này sốt ruột cuộc sống ta quá đủ rồi. Vương Tiểu Hổ, trước khi ta chết, kéo ngươi đệm lưng. Chết đi. Hai mắt Lý Hải Phong đỏ như máu, giơ dao găm đâm vào cổ Vương Tiểu Hổ. Không cần a. À. Vương Tiểu Hổ kêu thảm một tiếng, Phía dưới mông chảy ra một ít sền sệt gì đó, tản ra mùi hôi thối xông vào mũi, đây là bị dọa. Trưởng thôn Vương Đại Lâm cũng sợ choáng váng, gấp giọng hô: "Dừng tay, không nên giết con trai ta. Không nên a." À. Mẹ của Lý Hải Phong trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, tê tâm liệt phế hô: "Gió biển, đừng làm chuyện ngu ngốc a." À. Trần Quyên trốn ở góc tường trực tiếp bị dọa nhắm hai mắt lại những người dân làng khác vây xem đều phát ra tiếng la hét. Mắt thấy vương tiểu hổ sẽ bị giết chết, một cái đầu đầy tóc bạc lão nhân đột nhiên vọt vào sân, tức giận quát. Lý Hải Phong Ngươi chết rồi, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ai dưỡng lão cho bà ấy? Mẹ ngươi ngậm đắng nuốt cây đem ngươi nuôi lớn, thật vất vả hy vọng ngươi thi đậu đại học, cuộc sống có hy vọng, ngươi bây giờ lại muốn giết ngươi. Ngươi chết ngược lại thanh tịnh, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Về sau để cho nàng lẻ loi một người làm sao sống? Ngươi nếu còn có lương tâm, còn quan tâm mẹ ngươi, liền buông dao găm xuống. Lời nói của lão nhân giống như một đạo lôi điện hung hăng đánh thức Lý Hải Phong đã phát cuồng, để cho Lý Hải Phong khôi phục lý trí, tay cầm chủy thủ dừng ở giữa không trung. Nhìn thấy Lý Hải Phong khôi phục lý trí, lão nhân thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khuyên bảo. Lý Hải Phong, ta biết ngươi trong lòng khổ, sống không thoải mái nhưng là cũng không thể đi lên tuyệt lộ a à. nhất là hiện tại em thi đậu đại học mắt thấy sắp tốt nghiệp cuộc sống tương lai nhất định sẽ rất đặc sắc ngươi liền giống như tây du ký bên trong đường tăng 9981 khó khăn đều xông qua liền muốn lấy được chân kinh cũng không thể ở thời điểm cuối cùng giả ngu a à, nghe ta một câu khuyên mau buông chủy thủ xuống đừng làm chuyện ngu ngốc không đáng a à. lý hải phong chậm rãi phun ra một ngụm hờn dỗi ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân lão thôn trưởng ngài nói rất đúng ta còn muốn chiếu cố mẹ ta ta không thể chết vị lão nhân trước mắt này là lão thôn trưởng cũng chính là trưởng thôn đời trước tâm địa thiện lương làm người công chính lúc trước đã giúp mẹ con lý hải phong rất nhiều việc cho nên lý hải phong đối với lão thôn trưởng vẫn là rất có hảo cảm ai ngươi nghĩ như vậy là đúng rồi lão thôn trưởng gật đầu mau buông dao găm xuống đi lý hải phong lắc đầu tôi không thể buông dao găm. Hả? Lão thôn trưởng nhướng mày. Ngươi còn muốn làm gì? Lý Hải Phong lạnh giọng nói. Vương Tiểu Hổ bị ta dọa vừa là nước tiểu vừa là kéo, trong lòng không biết hận ta bao nhiêu, ta nếu thả hắn, hắn khẳng định sẽ không thiện thôi cam hưu đấy. Cái này dễ làm. Lão thôn trưởng gật gật đầu. Vương Tiểu Hổ, ngươi hiện tại liền cam đoan không thể trả thù Lý Hải Phong. Được được được, ta cam đoan. Vương Tiểu Hổ vừa mới đi một chuyến ở quỷ môn quan giờ phút này đặc biệt thành thật, giống như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu. Lý Hải Phong, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Vì để cho Lý Hải Phong triệt để yên tâm, lão thôn trưởng lại để cho thôn trưởng Vương Đại Lâm cũng làm cam đoan, Vương Đại Lâm vì cứu nhi tử, rất thống khoái làm ra cam đoan sẽ không trả thù Lý Hải Phong. Lý Hải Phong lắc đầu. Miệng nói không có bằng chứng bọn họ nhân phẩm quá kém ta không tin để cho bọn họ viết giấy chứng nhận ký tên đồng ý con muốn viết rõ ràng nếu như không tuân thủ ước định liền muốn đem tất cả gia sản đưa cho ta vương đại lâm sốt ruột cứu con ngay trước mặt mọi người viết một phần biên lai like chữ ký tên đồng ý sau đó giao cho lý hải phong tức giận nói ngươi hiện tại yên tâm đi lý hải phong quơ quơ tờ giấy trong tay vương đại lâm tốt nhất anh nên giữ lời, nếu không, tôi trực tiếp cầm tờ giấy đến tòa án khởi tố anh, đến lúc đó sẽ khiến anh chịu không nổi. Vương Đại Lâm xanh mặt, nén giận nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước định. Tốt. Lý Hải Phong ném chủy thủ, buông Vương Tiểu Hổ ra, đứng lên lui qua một bên. Vương Đại Lâm vội vàng tiến lên, cũng không ngại bẩn ông lấy Vương Tiểu Hổ vội vã rời đi. Trước khi đi, Vương Đại Lâm oán độc nhìn Lý Hải Phong một cái, trải qua chuyện này vương đại lâm là hoàn toàn ghi hận lý hải phong tốt rồi không có việc gì tất cả mọi người giải tán đi lý hải phong về sau làm việc phải động não nhiều một chút không nên xúc động ngươi là trong thôn cái thứ nhất sinh viên đại học ta hy vọng ngươi tương lai có thể có đại tiền đồ lão thôn trưởng dặn dò vài câu về sau rời đi thôn dân vây xem lục tục rời đi trần quyên lẫn lộn trong đám người chạy lý hải phong đỡ mẫu thân trở về phòng Mẫu thân gắt gao lôi kéo Lý Hải Phong tay, hai mắt đẫm lệ nói. Hải Phong, ngươi đáp ứng mẹ, về sau tuyệt đối không thể lại như thế xúc động. Ân, ta đáp ứng ngươi, về sau ta sẽ không lại xúc động, lão thôn trưởng nói rất đúng, ta một sinh viên đại học, tiền đồ một mảnh quan minh, vì một tên cặn bã vương tiểu hổ đền mạng, rất không đáng, ngươi yên tâm đi, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Lý Hải Phong liên tục cam đoan, nói rất nhiều lời dễ nghe mẫu thân mới ngừng nước mắt, vừa rồi dây thần kinh vẫn sách theo, khẩn trương vô cùng, hiện tại không có việc gì, sau khi thả lỏng lại cảm giác đặc biệt mệt mỏi, chỉ chốc lát sau, mẫu thân liền ngủ thiếp đi. Lý Hải Phong rón rén đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người đi ra ngoài. Thời gian không lâu, Lý Hải Phong đi tới nhà Trần Quyên, hít một hơi thật sâu, một cước đá văng cửa lớn, khí thế hung hăng vọt vào. Gâu 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 một con chó ghẻ cột trong sân nhe răng trận mắt sủ điên cuồng với Lý Hải Phong. Lý Hải Phong nhặt lên một viên gạch ném qua, chuẩn xác không tệ, vừa vặn đập trúng đầu chó, ô ô ô. Con chó ghẻ chốc sợ hãi, đầu rụt lại, cục đuôi chạy về ổ chó, cũng không dám đi ra nữa. Lý Hải Phong cười lạnh một tiếng, có vài người a, à, liền cùng cẩu đồng dạng, bắt nạt kẻ yếu sợ cứng, đến một cái tàn nhẫn, liền sợ. Chương 4 Trần Đại Bưu cũng là muốn khuôn mặt người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe được đồng tĩnh trong viện, từ trong phòng lao ra vài người. Xông lên phía trước nhất chính là Trần Quyên, đi theo phía sau chính là cha mẹ Trần Quyên, còn có một tiểu thanh niên nhụm tóc xanh, là em trai Trần Quyên Trần Đại Bưu, là anh Phóng đảng nổi danh trong thôn. Cái gọi là anh Phóng đảng là chỉ người không học vấn không nghề nghiệp, hết ăn lại nằm, ăn lộn chờ chết. Trần Đại Bưu đã 20 tuổi, trung học cơ sở chưa học xong liền bỏ học cũng không đi ra ngoài kiếm tiền mỗi ngày làm ổ ở nhà ăn nhậu chơi bời không có tiền tiêu liền hướng cha mẹ đưa tay đòi cha mẹ cũng là nung chiều luyến tiếc nói một câu làm cho trần đại bưu càng ngày càng hỗn trướng thanh danh ở trong thôn tương đối thối nhìn thấy lý hải phong trần quyên biến sắc lớn tiếng quát lý hải phong ngươi tới nhà của ta làm gì hừ lý hải phong hừ lạnh một tiếng đương nhiên là tới đòi tiền. Mau trả hai vạn tiền đính hôn cho ta. Không có tiền. Mau cút đi. Trần Quyên chỉ vào cửa lớn mắng. Cút ra ngoài. Sau này không được lại đến nhà tôi. Đại bưu, đuổi hắn ra ngoài. Được rồi. Trần Đại bưu nổi giận đùng đùng đi ra, đưa tay đẩy Lý Hải Phong, miệng mắng chửi. Cút đi. Lý Hải Phong gạt tay Trần Đại bưu ra, lạnh như băng nói hôm nay không trả tiền tôi sẽ không đi trần đại bưu trừng mắt một cái cho mặt không biết xấu hổ đúng không ta đến tới ba ngươi nếu không đi ta liền không khách khí lý hải phong cười lạnh nói ta sẽ không đi ngươi có thể đem ta như thế nào trần đại bưu giận dữ ngươi có loại lại mắng một câu thử xem trần đại bưu cũng là mặt mũi người giáp mặt mắng hắn là lãng đảng ca hắn phi thường tức giận anh lãng đảng. Mẹ kiếp. Trần Đại Bưu tức giận con mắt đỏ lên, từ trên mặt đất nhặt lên một khối gạch hướng Lý Hải Phong đập tới. Ta cho người mắng. Kỳ thật Lý Hải Phong có thể né tránh, nhưng hắn lại không có trốn, tùy ý gạch nện ở trên đầu của hắn, phanh một tiếng, Lý Hải Phong thuận thế nằm trên mặt đất, trên đầu chảy ra một bãi lớn máu tươi. Trần Đại Bưu trực tiếp trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn nằm trên mặt đất Lý Hải Phong. Người như thế nào không trốn. Lý Hải Phong không có phản ứng Trần Đại Bưu, tự mình từ trong túi lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại báo cảnh sát. Đồn công an cách thôn không xa, rất nhanh đã có cảnh sát chạy tới hiện trường, sau khi hỏi đơn giản vài câu, liền bắt Trần Đại Bưu đi. Cảnh sát dùng xe cảnh sát đem Lý Hải Phong đưa đến trên trấn bệnh viện, vết thương không nhỏ, cần tiến hành khâu lại, dặn co hơn 2 giờ mới xong việc, sau đó đem Lý Hải Phong đưa đến phòng bệnh dưỡng thương gió biển a à, ngươi thế nào a à? cửa phòng bệnh bị đẩy ra mẹ lão đảo chạy vào nhìn thấy trên đầu lý hải phong cuốn băng gạt thật dày mẹ đau lòng muốn chết tí tách rơi nước mắt con làm sao vậy mẹ đừng khóc a à, con không sao chỉ là trách da một chút không sao mau đừng khóc a à. lý hải phong không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẫu thân rơi nước mắt mỗi lần mẫu thân khóc trong lòng lý hải phong đau đớn giống như là kim đâm vì chứng minh mình thật sự không có việc gì lý hải phong cố ý lấy tay vỗ miệng vết thương một chút thân thể đau đến co rút nhưng trên mặt lại giả bộ không quan tâm sau này con không thể như vậy nữa mẹ nghẹn ngào nói tiền có thể không cần chỉ cần con bình an mẹ đã rất thỏa mãn rồi lý hải phong nói cái kia hai vạn đồng tiền là ngươi đi sớm về tối tiết kiệm ăn mặc tiết kiệm một chút một chút để dành ra đấy làm sao có thể không cần đâu lúc này đây Trần gia chẳng những muốn đem đính hôn hai vạn đồng tiền trả về, còn muốn gánh vác của ta tiền thuốc men. Lần này bị đánh là Lý Hải Phong cố ý, hắn muốn dùng phương thức này đưa Trần Đại Bưu vào đồn công an, đầu hắn bị đập ra một lỗ hổng thật dài, khâu hơn 10 mũi, thương thế không nhẹ, Trần Đại Hổ một tội cố ý tổn thương là chạy không thoát, chỉ cần Lý Hải Phong bên này không nhả ra, Trần Đại Bưu sẽ chờ ngồi tù đi. Trần Đại Bưu là bảo bối của Trần gia, người trần gia khẳng định không thể trơ mắt nhìn trần đại bưu ngồi tù cho nên không bao lâu nữa người trần gia sẽ tới cầu xin lý hải phong sự thật chứng minh lý hải phong đoán đúng chạng vạn tối trần quyên và cha mẹ đến tìm lý hải phong cầu xin còn mang tới một đống quà tặng lý hải phong thẳng tắp nằm ở trên giường hít mắt giả bộ rất suy yếu bộ dáng trong miệng ai nha ai nha kêu đau nhật cẩu trần đại bưu ra tay thật ác đây là muốn đập chết ta a à. gió biển a à, xin lỗi a à, phụ thân trần quyên ăn nói khép nép nhận lỗi đại bưu quá vô liêm sĩ quá không ra gì ngươi dù sao cũng là tỷ phu tiền nhiệm của hắn sao có thể hạ tay nặng như vậy chứ nghe được bốn chữ anh rể tiền nhiệm lý hải phong thiếu chút nữa nôn ra mắng cái gì mà anh rể tiền nhiệm em lại không kết hôn với trần quyên đâu phải anh rể của trần đại bưu da mặt cha trần quyên rất dày cho dù chưa kết hôn, trong lòng con, anh cũng là anh rể của Đại Bưu mà. Lý Hải Phong không kiên nhẫn nói. Được rồi, các ngươi đi đi, xin lỗi vô dụng, chuyện này ta nhất định phải truy cứu đến cùng, cố ý giết người là trọng tội, ít nhất phải phán Trần Đại Bưu 10 năm trở lên. Hả? Nghe được phán quyết nặng như vậy, người Trần gia đều sợ hãi. Mẹ Trần Quyên trực tiếp khóc. Gió biển A, nể tình lúc trước ngươi liền buông tha đại bưu đi hắn không phải cố ý à thái độ lý hải phong rất kiên quyết lần này ta thiếu chút nữa đã chết tuyệt đối không thể dễ dàng quên đi trần quyên tâm nhãn nhiều vừa thấy lý hải phong mềm cứng không ăn liền trực tiếp đi tìm mẹ lý hải phong cầu xin giả bộ đáng thương còn nặng ra vài giọt nước mắt gì à van cầu gì khuyên nhủ lý hải phong đi buông tha cho em trai con đi con chỉ có một đứa em trai thôi nó mới 20 tuổi, còn là một đứa bé, không hiểu chuyện. Hắn nếu ngồi tù, đời này liền xong rồi, không có khả năng có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn, đến lúc đó Trần Gia Hương khói liền chặt đứt A. Cha mẹ Trần Quyên cũng vội vàng tiến lên, hướng mẫu thân Lý Hải Phong cầu tình, từng người giả bộ thập phần đáng thương, thậm chí còn làm bộ làm tịch muốn quỳ xuống, bị mẫu thân Lý Hải Phong ngăn cản. Mẹ nói với Lý Hải Phong Hải Phong, tục ngữ nói rất đúng phải tha người, nếu bọn Trần Quyên đều xin lỗi, con cũng đừng truy cứu. Ai? Lý Hải Phong thở dài, mẫu thân chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng. Lý Hải Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Quyên đám người. Mẹ ta mở miệng, ta phải nể tình. Ngươi nói, ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định đáp ứng. Thứ nhất, đem hai vạn đồng đính hôn trả lại cho mẹ tôi. Không thành vấn đề, cho dù vay tiền, chúng tôi cũng sẽ trả lại tiền thứ hai gánh vác tất cả tiền thuốc men của tôi bao gồm tiền điều dưỡng tiền dinh dưỡng đây là hẳn là đại bưu đã thương ngươi chúng ta gánh vác tiền thuốc men là hẳn là chỉ là sau đó tiền an dưỡng phí dinh dưỡng muốn bao nhiêu a à? yên tâm ta sẽ không lừa các ngươi nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền được không thành vấn đề ngươi hiện tại liền gọi điện thoại cho đồn công an để cho bọn họ thả người đi Chờ ta lấy được tiền về sau, ta mới có thể gọi điện thoại, các ngươi muốn cho Trần Đại bưu sớm một chút về nhà, cũng nhanh đi xoay sở tiền đi. Nhìn bóng lưng Trần gia vội vã rời đi, khóe miệng Lý Hải Phong nổi lên một tia cười lạnh, sớm biết như vậy, cần gì lúc trước chứ. Chương 5. Tiểu nhân hèn hạ. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Buổi sáng ngày hôm sau, người Trần gia liền đưa tiền tới, vẻ mặt tươi cười, thái độ tốt vô cùng lý hải phong giữ lời gọi điện thoại tới đồn công an yêu cầu rút đơn kiện không tố cáo trần đại bưu nữa đồn công an cũng không muốn nhiều chuyện trực tiếp thả trần đại bưu thấy trần đại bưu không có việc gì người trần gia lập tức thay đổi sắc mặt mắng rất nhiều lời thô tục khó nghe còn nguyền rủa lý hải phong chết không tử tế sau khi mắng xong người trần gia sập cửa mà đi lý hải phong cùng mẹ nói thấy chưa đây chính là mặt chó lúc cầu xin ngươi ăn nói khép nét, lúc không cần ngươi, trở mặt không nhận người, lúc trước ta thật sự là mắt mù, dĩ nhiên cùng Trần Quyên đính hôn. Ba ngày sau, Lý Hải Phong xuất viện. Về đến nhà, phát hiện cửa sổ thủy tinh đều bị đập nát, trong sân còn bị dội phân người, mùi hôi thối ngút trời, hai con heo cái, ba con dê, mười mấy con gà nuôi dưỡng đều bị độc chết. Mẫu thân Trương Thúy Hoa tại chỗ sụp đổ, tê liệt ngồi dưới đất gào khóc đây là ai làm a à, heo dê gà là nàng vất vả khổ nuôi lên chính trang bị bán đi đâu hiện tại đều đã chết nhưng đem nàng đau lòng muốn chết lý hải phong hai mắt đỏ bừng nhất định là vương tiểu hổ làm nhất định là hắn tiếng kêu khóc của trương thúy hoa đưa tới rất nhiều thôn dân vây xem vương tiểu hổ cũng chạy tới vương tiểu hổ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ai nha đây là chuyện gì xảy ra lý hải phong giận dữ hét lên vương tiểu hổ là ngươi hạ độc đúng không nhất định là ngươi tên tiểu nhân đê tiện vô sĩ ngươi không được chết tử tế bây giờ ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi sau khi cảnh sát đến đơn giản kiểm tra hiện trường một chút lại hỏi vương tiểu hổ vài câu vương tiểu hổ nói ta ba ngày trước đi nơi khác làm việc sáng sớm hôm nay vừa về thôn cảnh sát ngươi nếu là không tin có thể đi điều tra a à? cảnh sát cho dù hắn nói là thật cũng không thể bài trừ hiềm nghi a à. hắn hoàn toàn có thể tìm người khác hạ độc a à. lý hải phong gấp giọng nói vương tiểu hổ chửi ầm lên lý hải phong ngươi còn dám tùy tiện ta đối với ngươi không khách khí vương tiểu hổ ngươi dám làm không dám thừa nhận ngươi không phải nam nhân mẹ kiếp ngươi lại mắng một câu thử xem được rồi đừng cãi nhau nữa Cảnh sát không kiên nhẫn phất tay. Vụ án này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Những heo dê gà này trúng độc mà chết, thi thể phải nhanh chóng xử lý. Cảnh sát lưu lại một câu để cho Lý Hải Phong chờ tin tức, sau đó lái xe rời đi, còn đem heo dê gà thi thể cũng lôi đi, nói là tìm một chỗ chôn. Ai nha, nuôi lâu như vậy heo dê gà đều chết sạch, ta cái này ngoại nhân nhìn đều đau lòng a. À. Vương Tiểu Hổ âm dương quái khí cười nói, hiện tại thịt heo giá cả điên cuồng tăng, này hai đầu heo mẹ ít nói cũng có thể bán hơn một vạn đồng tiền A. Nếu như không phải mẫu thân gắt gao giữ chặt, Lý Hải Phong đã sớm xông lên đánh nhau. Giữa chúng ta đã ký hiệp nghị, ngươi trả thù ta, phải đem toàn bộ gia sản cho ta. Vương Tiểu Hổ cười lạnh một tiếng. Ngươi nói là ta độc chết heo dê gà, ngươi lấy ra chứng cớ A, chỉ cần ngươi lấy ra chứng cớ đến, ta liền đem gia sản tặng cho ngươi. Ngươi! lấy không ra chứng cớ thì cầm cái miệng thối của ngươi lại. Còn dám nói bậy, ta kiện ngươi phỉ bán. Lý Hải Phong hai mắt đỏ bừng, gắt gao nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ mặt đều vặn vẹo, hắn trăm phần trăm khẳng định chính là Vương Tiểu Hổ làm, nhưng hắn lấy không ra chứng cớ. Vương Tiểu Hổ cười hì hì nói. Nhà ngươi nhận thầu hai mươi mẫu đất lập tức hết hạn, thôn chi bộ quyết định đem đất thu hồi đến, không cho nhà ngươi thuê. Dựa vào cái gì? ta không đồng ý ngươi thích đồng ý hay không dù sao đến lúc đó thôn chi bộ sẽ đem đất thu hồi trừng ta làm gì đây là thôn chi bộ quyết định cũng không phải ta quyết định ngươi có bản lĩnh đi thôn chi bộ náo a à. ngươi ít lấy thôn chi bộ nói chuyện chính là cha ngươi ở sau lưng dở trò hắn cho rằng mình là thôn trưởng liền có thể tùy ý làm bậy sao ta muốn đi trong trấn cáo hắn ngươi có bản lĩnh đi kiện a xem trong trấn có phản ứng với ngươi hay không ngươi xem ngươi thật đáng thương cho ngươi một lần cơ hội ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin ta ta có thể từ trong đất nhà mình lấy ra mấy mẫu cho ngươi thuê thế nào vương tiểu hổ ta thao ngươi tổ tông lý hải phong nổi trận lôi đình muốn xông lên đánh vương tiểu hổ bị mẫu thân gắt gao giữ chặt gió biển không nên xúc động, không nên xúc động a, à. ai nha, hôm nay thật sự quá vui vẻ, nhất định phải hảo hảo chúc mừng một chút, ha ha ha. Vương Tiểu Hổ chắp tay sau lưng, ngâm nga Tiểu Khúc, Dương Dương đắc ý xoay người rời đi. Ta còn có một năm liền tốt nghiệp đại học, đến lúc đó ta đi thi công chức, chờ ta làm đại quan. Hả? Lui một vạn bước mà nói, coi như ngươi may mắn thi đậu công chức, không có tiền không sao cũng chỉ có thể ở cơ sở chịu khổ chịu nhục. hư. lý hải phong cười lạnh một tiếng. đi xem đi. đi tới nhìn liền đi tới nhìn, có cái gì không dậy nổi. thao. vương tiểu hổ vội vã rời đi, không còn có vừa rồi thần khí kình, xem ra hẳn là đã bị một ít ảnh hưởng. thông dân vây xem lục tục tản đi, lý hải phong bắt đầu dọn dẹp sân, mẫu thân còn đang thương tâm rơi lệ, đau lòng heo dê gà đã chết. lúc này Lưu Hỷ Quân ở sát vách đi vào, giúp Lý Hải Phong dọn dẹp trác rưỡi. Hỷ Quân, cảm ơn. Lý Hải Phong rất cảm động, bởi vì cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, nhất là ở hắn đắc tội vương tiểu hổ phụ tử thời điểm, Lưu Hỷ Quân còn dám đứng ra giúp hắn, đúng là khó được, là một cái đáng giá kết giao người. Lưu Hỷ Quân mắng. Vương Tiểu Hổ ỷ vào cha là trưởng thôn, ở trong thôn diễu võ dương oai, làm sằng làm bậy, ta sớm nhìn hắn không vừa mắt nói tới đây lưu hỷ quân dừng lại một chút nhỏ giọng hỏi hải phong ngươi vừa rồi nói là thật ta nói cái gì chuyện thi công chức à chờ sau khi tốt nghiệp đại học ta liền đi thi công chức bằng năng lực của ta nhất định có thể thi đậu chờ ngươi làm đại quan nhất định phải hảo hảo thu thập vương tiểu hổ cùng cha hắn chờ ta làm quan trước triệt tiêu vương đại lâm thôn trưởng lại tra một chút phụ tử bọn họ những năm này làm chuyện xấu, trực tiếp đem phụ tử bọn họ đưa vào ngục giam. Nửa giờ sau, sân quét dọn sạch sẽ, Lý Hải Phong muốn Lưu Hỷ Quân ở lại ăn cơm trưa, bị Lưu Hỷ Quân cự tuyệt. Nhìn bóng lưng Lưu Hỷ Quân rời đi, Lý Hải Phong cảm thán nói. Lưu Hỷ Quân là người tốt. Lưu Hỷ Quân nửa đường quẹo vào, lén lút đi tìm Vương Tiểu Hổ, đem lời Lý Hải Phong nói một chữ cũng không sai nói cho Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ trừng mắt. Hắn thật sự nói như vậy. Lưu Hỷ Quân chỉ lên trời thề. Nếu tôi có nửa chữ nói dối, hãy để tôi trời đánh ngủ lôi oanh, không được chết tử tế. Ân, ừ, Hỷ Quân, cảm ơn ngươi tới mật báo. Vương Tiểu Hổ từ trong túi móc ra mấy trăm đồng đưa cho Lưu Hỷ Quân. Ngươi về sau tiếp tục giám thị Lý Hải Phong, đem lời hắn nói, chuyện hắn đã làm đều ghi nhớ nói cho ta biết, ta sẽ hảo hảo tạ ơn ngươi được 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 không thành vấn đề hổ ca ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định giám thị tốt lý hải phong vương tiểu hổ mặt trầm xuống vội vã trở về phòng chương 6 quá độc ác bạn đang nghe tại truyện chấm audio vương tiểu hổ hùng hùng hổ hổ vọt vào phòng hô cha sự tình có chút phiền toái a à? vương đại lâm đang hút thuốc nâng mí mắt lên nhìn thoáng qua vương tiểu hổ đã xảy ra chuyện gì vương tiểu hổ bước nhanh tới gấp giọng nói lý hải phong nói sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi thi công chức chờ sau khi làm đại quan sẽ trở về thu thập cha con chúng ta còn nói muốn triệt tiêu trưởng thôn của ngươi lại đem cha con chúng ta đưa vào ngục giam đây vương đại lâm trừng mắt hắn thật sự nói như vậy cha nhất định phải ngăn cản lý hải phong a à, không thể để cho hắn thi đậu công chức a à, bằng không chúng ta liền phiền toái Thi công chức không dễ dàng như vậy, hơn nữa, cho dù Lý Hải Phong vận khí tốt, thi đậu công chức cũng không có gì không dậy nổi, hắn muốn tiền không có tiền, muốn quan hệ không sao, căn bản không có khả năng ra mặt trong quan trường. Chỉ sợ xảy ra tai nạn. Vương Tiểu Hổ cười khổ nói: Vạn nhất Lý Hải Phong thật sự lăn lộn ra nhân dạng làm đại quan, phụ tử chúng ta sẽ gặp xui xẻo, cha à, không thể nhìn mặt kệ a, à, phải nghĩ biện pháp ngăn cản Lý Hải Phong thi công chức a. À. Ngươi muốn ngăn cản như thế nào? Ta nghĩ, biện pháp tốt nhất là làm cho hắn không thể thuận lợi tốt nghiệp, hắn không lấy được đại học bằng tốt nghiệp, liền không tư cách đi thi công chức, thi không được công chức, liền không làm được đại quan, chúng ta liền có thể an tâm. Từ, ý tưởng này của anh không tệ. Hai cha con tụ cùng một chỗ, tích tích, thương thảo biện pháp đối phó Lý Hải Phong. Ngày hôm sau, Vương Tiểu Hổ tìm được Lưu Hỷ Quân, nói nhỏ vài câu, sau đó đưa cho lưu hỷ quân một phong thư thật dày trong phong thư chứa đầy tiền lưu hỷ quân vỗ ngực cam đoan hổ ca anh yên tâm đi em nhất định sẽ làm mọi chuyện thật đẹp được vương tiểu hổ cười hiếp mắt vỗ vỗ bả vai lưu hỷ quân chờ xong việc tôi dẫn cậu đi huyện tiêu sái tiêu sái cho cậu sản khoái đủ cảm ơn hổ ca cảm ơn hổ ca lưu hỷ quân vui vẻ rời đi nhìn Lưu Hỷ Quân rời đi bóng lưng, Vương Tiểu Hổ cười lạnh một tiếng. Lý Hải Phong, người muốn thi công chức. Lưu Hỷ Quân gần như ngày nào cũng đến nhà Lý Hải Phong, nói chuyện phím với Lý Hải Phong, có đôi khi còn mang rượu và thức ăn đi uống hai chén với Lý Hải Phong. Sau khi uống rượu, Lưu Hỷ Quân liền mắng to cha con trưởng thôn không phải đồ vật, làm nhiều việc ác, sớm muộn gì cũng không chết tử tế, còn khen Lý Hải Phong là văn khúc tinh hạ phàm, tương lai nhất định có tiền đồ lớn trải qua một thời gian ở chung lý hải phong đã coi lưu hỷ quân là bạn tốt thập phần tín nhiệm xế chiều hôm nay lưu hỷ quân vội vã tới tìm lý hải phong hải phong ta muốn đi trên trấn mua mấy túi xi măng kéo về tu sửa một chút phòng ở ngươi có thể theo ta cùng đi không được a à, có thể a à, lý hải phong rất sẵn khoái đáp ứng lưu hỷ quân cao hứng vỗ vai lý hải phong cảm ơn buổi tối mời cậu ăn cơm lưu hỷ quân lái một chiếc xe ba bánh trách nát mang theo lý hải phong lên thị trấn sau khi mua xi si măng xong trời đã tối lưu hỷ quân muốn tìm một nhà hàng ăn cơm lý hải phong không đồng ý muốn về nhà ăn thật vất vả mới tới trấn trên không ăn chút gì ngon sao được lưu hỷ quân mạnh mẽ lôi kéo lý hải phong vào một quán cơm gọi bốn món ăn gọi một chai rượu trắng có độ cao vặn nắp chai đổ đầy ly rượu lý hải phong khuyên nói Đợi lát nữa chúng ta còn phải về trong thôn, hay là đừng uống rượu đi, lái xe ba bánh không an toàn. Không có việc gì. Chút rượu này tính là gì a, à, nào, làm một cái. Hay là uống ít một chút đi. Nếu ngươi coi ta là bằng hữu, liền nâng cốc uống, nếu ngươi không uống, chính là xem thường ta, ngươi có uống hay không? Sao anh lại khinh thường em chứ? Được được được, anh uống, anh uống còn không được sao? Chỉ chốc lát sau, một chai rượu trắng uống hết, một người nửa cân, Lý Hải Phong sắc mặt đỏ lên, đầu có chút choáng váng, đi đường cũng có chút phát phiêu, nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Không được, uống nhiều. Đầu choáng váng. Nhìn thấy bộ dáng lung lay lắc lư của Lý Hải Phong, khóe miệng Lưu Hỷ Quân nổi lên mỉm cười, hắn đứng dậy tính tiền, sau đó đỡ Lý Hải Phong đi ra khỏi quán cơm. Lý Hải Phong vốn tưởng rằng Lưu Hỷ Quân sẽ về thôn nhưng không nghĩ tới Lưu Hỷ Quân lại mang hắn vào một phòng gội đầu, còn tìm một nữ nhân trang điểm đậm gội đầu cho hắn. Sao lại dẫn tôi đến nơi này? Lý Hải Phong dãy dụ muốn rời đi, bị Lưu Hỷ Quân dùng sức đè lại. Lưu Hỷ Quân cười hắc hắc. Đừng khẩn trương, chỉ là gội đầu, ấn cái ông mà thôi, rất nhanh sẽ xong việc, tiểu hồng a, Hải Phong là bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi nhất định phải hầu hạ tốt hắn, làm cho hắn hài lòng a, hắn nếu không hài lòng ta cũng không trả tiền a à. Nữ nhân gọi Tiểu Hồng hướng lưu hỷ quân ném mị nhãn, nũng nịu cười nói. Yên tâm đi, ta cam đoan đem bằng hữu ngươi hầu hạ thư thư phục phục, sản khoái vô cùng. Tiểu Hồng lôi kéo Lý Hải Phong hướng trong phòng đi đến Lý Hải Phong trong lòng rất sốt ruột không muốn đi nhưng là bởi vì uống quá nhiều rượu toàn thân như nhũng ra không dùng được khí lực căn bản giải thoát không được. Lý Hải Phong vội và đổ mồ hôi, hô. Hỷ quân, mau dẫn ta đi ta không muốn ấn sợ a a a buông tay đừng kéo ta a à, ai nha ngươi như thế nào còn cởi quần áo của ta a à, buông ta ra chờ lý hải phong bị tiểu hồng kéo vào phòng sau khi đóng cửa lại lưu hỷ quân vội vàng xoay người đi ra ngoài tìm một góc không người lấy điện thoại di động ra gọi cho vương tiểu hổ nhỏ giọng nói hổ ca sự tình đã hoàn thành đúng 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 ta dựa theo phân phó của ngươi đem lý hải phong đưa vào phòng gội đầu đang ở bên trong ấn sờ đây ngươi yên tâm lý hải phong bị ta rót rất nhiều rượu chạy không thoát đâu hảo 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 ta biết rồi sau khi cúp điện thoại lưu hỉ quân tựa vào tường lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút ô lạp ô lạp thời gian không lâu một chiếc xe cảnh sát từ giao lộ đối diện lái tới cuối cùng dừng ở cửa phòng gội đầu binh bàn bàn cửa xe mở ra mấy cảnh sát bước xuống nhấc chân vọt vào phòng gội đầu a à. trong phòng gội đầu truyền ra từng đợt tiếng kêu sợ hãi còn có tiếng cảnh sát quát lớn làm loạn một đoàn thấy một màn như vậy lưu hỷ quân nở nụ cười lầm bầm lậu bầu nói lý hải phong không nên trách ta a à, ta cũng là bị người sai khiến a à, người muốn trách thì đi trách vương tiểu hổ đi hết thảy đều là hắn làm ra nếu trường học biết lý hải phong chơi gái trong phòng gội đầu nhất định sẽ đuổi việc lý hải phong chứ về phần khoảng cách trường học xa như vậy tại sao lại biết? Vương Tiểu Hổ có thể viết báo cáo a, à, một phong không đủ, liền viết thêm mấy phong. Bị đuổi học, sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp, cũng sẽ không có tư cách đi thi công chức. Hơn nữa Lý Hải Phong thanh danh cũng thối, ở trong thôn không ngẩng đầu lên được. Không thể không nói, một chiêu này của Vương Tiểu Hổ thật sự quá tổn hại, quá âm hiểm. Chương 7. Khổ nhục kế bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lưu Hỷ Quân trốn ở trong góc, nhìn một đám nam nữ quần áo xốc xếp bị cảnh sát áp giải ra, một đám cúi đầu, bùng mặt, sợ bị người quen nhìn thấy. Lưu Hỷ Quân mở to hai mắt tìm kiếm thân ảnh Lý Hải Phong, nhưng tìm nửa ngày, cũng không tìm được. Cho đến khi phòng gội đầu bị niêm phong, khóa cửa, đám nam nữ quần áo xộc xệch kia đều bị cảnh sát mang đi, Lưu Hỷ Quân cũng không thấy Lý Hải Phong. Tình huống gì? vẻ mặt lưu hỷ quân mơ hồ lý hải phong đâu rồi sao hắn không bị bắt lưu hỷ quân bước nhanh tới ghé vào khe cửa nhìn vào trong phòng gội đầu bên trong lộn xộn bàn ghế đều ngã trên mặt đất quét mắt một vòng cũng không phát hiện bóng người thật con mẹ nó gặp quỷ sao không thấy lý hải phong ba có người vỗ vai lưu hỷ quân một cái làm cho lưu hỷ quân hoảng sợ quay đầu lại nhìn trực tiếp kêu lên lý hải phong lý hải phong sắc mặt âm trầm nhìn lưu hỷ quân ngươi có phải hay không ngóng trong ta bị bắt đi lưu hỷ quân thân thể rung lên vội vàng nói vừa rồi cảnh sát đến kiểm tra phòng thời điểm nhưng làm ta sợ hãi ngươi có biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao thấy ngươi không có việc gì ta liền yên tâm hải phong a à, ngươi là như thế nào tránh thoát cảnh sát a à? tôi không trốn trước khi cảnh sát đến tôi đã rời khỏi phòng gội đầu rồi à anh vẫn luôn ở cửa sao không thấy em rời đi tôi đi bằng cửa sau cái này cái này ta đem ngươi làm bạn tốt ngươi lại hại ta ta nếu là bị bắt trường học nhất định sẽ đuổi việc ta cuộc đời của ta liền xong rồi không 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 hải phong à cậu đừng hiểu lầm tôi không có ý hại cậu tôi chỉ muốn cậu thả lỏng một chút vui vẻ một chút ai biết vận khí kém như vậy vừa vặn gặp cảnh sát đến kiểm tra a à, việc này trách tôi là tôi suy nghĩ không chu toàn không xứng đáng lưu hỷ quân giơ tay lên bắt đầu tự vã miệng mình lý hải phong giữ chặt cánh tay lưu hỷ quân cậu đừng như vậy hải phong ta thật sự không phải cố ý hại ngươi a à, ta là thật tâm muốn cho ngươi thả lỏng một chút a à. lưu hỷ quân giải thoát lý hải phong tay tiếp tục điên cuồng bạc tay mình đặc biệt dùng sức khuôn mặt rất nhanh liền sưng lên. Được rồi, đừng hút nữa, tôi tin anh. Lý Hải Phong dùng sức cầm tay Lưu Hỷ Quân. Lưu Hỷ Quân trong mắt trưng trưng, nghẹn ngào hỏi. Anh thật sự tin tưởng tôi. Ừ, Lý Hải Phong gật đầu. Tôi tin anh không cố ý. Lưu Hỷ Quân nắm chặt tay Lý Hải Phong, kích động nói. Hải Phong, tôi thật sự rất để ý đến người bạn này của anh, tôi không muốn mất đi người bạn này, chuyện hôm nay là tôi làm không đúng tôi xin lỗi anh tôi cam đoan về sau sẽ không bao giờ phát sinh chuyện tương tự nữa trên đường về thôn lưu hỷ quân từ trong miệng lý hải phong hỏi ra chuyện đã xảy ra sau khi lý hải phong bị nữ nhân tên tiểu hồng kia túng vào phòng lý hải phong liền nôn ra nôn đầy đất còn nôn ra một thân tiểu hồng đem tiểu hồng tức giận chửi ầm lên thừa dịp tiểu hồng rửa sạch nôn mửa lý hải phong vội vàng hoang mang từ cửa sau phòng gội đầu chạy ra ngoài cơ hồ là chân trước chân sau công phu, Lý Hải Phong vừa chạy ra ngoài, cảnh sát liền tới, lúc ấy chỉ cần chậm một lát đi ra ngoài, Lý Hải Phong sẽ bị bắt được. Lưu Hỷ Quân ở trong lòng mắng. Tiểu tử Lý Hải Phong này vận khí thật tốt. Dưới tình huống như vậy đều có thể chạy ra ngoài. Sau khi đưa Lý Hải Phong về nhà, Lưu Hỷ Quân liền vội vã đi gặp Vương Tiểu Hổ. Hổ ca, sự tình làm hỏng rồi. Lưu Hỷ Quân vẽ mặt cầu xin không xứng đáng vương tiểu hổ sắc mặt trầm xuống ngươi không phải nói đã đem lý hải phong đưa vào phòng gội đầu sao là mang vào phòng gội đầu nhưng là lý hải phong tại cảnh sát đến trước khi chạy chạy rồi nói rõ ràng một chút chạy như thế nào lý hải phong chạy từ cửa sau cảnh sát không bắt được hắn mẹ kiếp nghe xong lưu hỷ quân giải thích về sau vương tiểu hổ tức giận nổi trận lôi đình chỉ vào lưu hỷ quân mũi liền mắng lên phế vật lưu hỷ quân cười khổ nói đây là ngoài ý muốn a à. lần này không thành công để cho lý hải phong có tâm cảnh giác cũng biết bộ mặt thật của ngươi về sau muốn tính kế hắn liền khó khăn lưu hỷ quân lắc đầu lý hải phong bây giờ còn rất tín nhiệm ta ta phát hiện sự tình thất bại sau đó lập tức hướng lý hải phong xin lỗi còn tác chính mình vài cái miệng rơi vài giọt nước mắt đâu ta khổ nhục kế thành công lừa gạt lý hải phong lý hải phong cho rằng là một hồi ngoại ý muốn cũng không có hoài nghi ta ta về sau còn có thể tiếp tục ẩn núp ở bên cạnh hắn a à, vương tiểu hổ nhướng mày ngươi nói thật thật tuyệt đối là thật cho ta mấy lá gan ta cũng không dám lừa hổ ca ngươi a à. ừ vậy còn kém không nhiều lắm sắc mặt vương tiểu hổ hòa hoãn một chút ngươi coi như có chút đầu óc kịp thời bỏ đi lòng nghi ngờ của lý hải phong hổ ca ngươi đừng có gấp qua vài ngày ta lại dẫn lý hải phong đi trên trấn đến lúc đó ta đem hắn chuốc say để cho hắn chuyện không tỉnh sau đó ném vào phòng gội đầu tìm một tiểu thư cùng hắn ngủ ta cam đoan sẽ không lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngươi cho rằng lý hải phong là kẻ ngốc sao ăn qua một lần thua thiệt còn có thể ăn lần thứ hai thua thiệt sao vương tiểu hổ hư nói nhớ kỹ đồng dạng kế sách không thể liên tục dùng hai lần vậy tiếp theo tôi nên làm gì lưu hỷ quân hỏi vương tiểu hổ nói lý hải phong tuy rằng ngoài miệng nói tín nhiệm ngươi thế nhưng trong lòng nhất định sẽ có hoài nghi có hoài nghi sẽ đối với ngươi có đề phòng ngươi muốn tính kế hắn liền khó khăn hẳn là không thể nào tôi diễn rất giống thật lý hải phong hẳn là bị tôi lừa rồi vẫn là cẩn thận trọng điểm tốt ngươi kế tiếp chỉ cần làm một việc, đó chính là tìm mọi cách lấy lòng Lý Hải Phong, chờ hắn đối với ngươi đã không có hoài nghi về sau, lại động thủ tính kế, đến lúc đó chúng ta chơi ác, trực tiếp lộng tàn hắn, để cho hắn không còn có cơ hội xoay người. Không cần phải phiền toái như vậy chứ. Ta cảm giác Lý Hải Phong vẫn rất tín nhiệm ta. Lưu Hỷ Quân, ngươi nghe cho kỹ, nếu bởi vì ngươi tự chủ trương dẫn đến sự tình làm hỏng, ta không tha cho ngươi. Vân vân vân, tôi nghe hổ ca anh bảo tôi làm sao thì làm đi nhanh đi sau này tôi không liên lạc với anh đừng tới tìm tôi tránh bị lý hải phong phát hiện sau khi đuổi lưu hỷ quân đi vương tiểu hổ xoay người trở về phòng thở phì phò đem chuyện đã xảy ra nói cho cha vương đại lâm vương đại lâm mỉm cười không cần phải tức giận một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần lý hải phong không có khả năng mỗi lần đều có thể tránh được chỉ cần thành công một lần, Lý Hải Phong đời này liền xong. "Ta muốn sớm nhìn thấy Lý Hải Phong xui xẻo a." À, Vương Tiểu Hổ nói. "Sẽ thấy." Vương Đại Lâm châm một điếu thuốc hít một hơi, sau đó trong lỗ mũi thoát ra hai luồng khói. "Nói cho anh biết một tin tức tốt, Lưu Trấn tướng mạo trúng anh, định gả con gái cho anh, anh cần phải nắm chắc cơ hội lần này." Vương Tiểu Hổ mặt suy sực, vẻ mặt cầu xin. "Có thể cự tuyệt hay không a?" À, con gái của thị trưởng lưu nặng hơn 200 cân, bộ dạng giống như một con heo cái, tôi không muốn cưới cô ấy a." À. Vương Đại Lâm trừng mắt. "Ngươi nếu là trở thành lưu trấn trưởng con rể, tương lai cuộc sống sẽ rất tốt, ta cũng có thể đi theo thơm lây không ít, nữ nhân bộ dạng xấu làm sao vậy?" Chương 8. Hèn hạ vô sĩ hãm hại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vương Tiểu Hổ cảm thấy không thể đem hy vọng đều ký thác ở trên người Lưu Hỷ Quân tốt nhất là chuẩn bị hai tay. Cho nên trời vừa sáng, Vương Tiểu Hổ liền đi tìm Trần Quyên. Quyên tử, ngươi xem ta mua gì cho ngươi? Vương Tiểu Hổ lấy ra một sợi dây chuyền vàng. Hổ ca, ngươi thật tốt. Trần Quyên cao hứng muốn chết, ông lấy Vương Tiểu Hổ chính là một trận mảnh hôn, làm cho Vương Tiểu Hổ trên mặt thật nhiều son môi dấu. Quyên tử, nói với em một chuyện. Vương Tiểu Hổ ông Trần Quyên, hai tay không an phận sợ loạn chung quanh cuối cùng trực tiếp đưa tay vào trong quần áo hổ ca ngươi thật xấu nha trần quyên ghé vào trong ngực vương tiểu hổ sắc mặt đỏ bừng hô hấp dồn dập tục ngữ nói rất đúng đàn ông không xấu phụ nữ không yêu được rồi nói chính sự tên lý hải phong kia nói sau khi tốt nghiệp đại học đi thi công chức tương lai làm quan lớn sẽ tới trả thù chúng ta hả vậy phải làm sao bây giờ trần quyên vừa nghe liền nóng nảy quyên tử em nghe anh nói anh có một ý tưởng vương tiểu hổ ghé vào bên tai trần quyên nói nhỏ vài câu vẻ mặt trần quyên trong nháy mắt trở nên đặc sắc cái này có thể được sao vương tiểu hổ dùng sức gật gật đầu quyên tử chỉ cần ngươi nghe ta nhất định có thể làm thối lý hải phong làm cho hắn không còn tư cách đi thi công chức trần quyên có chút do dự vương tiểu hổ ra chủ ý quá tổn hại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thanh danh của nàng quyên tử ngươi đã đem lý hải phong đắc tội muốn chết hắn tương lai nếu là thi đậu công chức làm đại quan khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi vương tiểu hổ khuyên nhủ nói vì ngươi cũng vì ta ngươi liền hy sinh một chút đi được trần quyên cắn răng hổ ca em nghe lời anh nhìn thấy trần quyên đáp ứng Vương Tiểu Hổ vui vẻ nở nụ cười. Chờ sự tình hoàn thành sau khi, ta mang ngươi đi thị trấn mua chiếc xe. Hổ ca, anh thật tốt, em yêu anh muốn chết. Trần Quyên ông lấy Vương Tiểu Hổ vừa liếm vừa hôn, kích động vô cùng. Vương Tiểu Hổ hứng thú, ông lấy Trần Quyên lên kháng. Hai người ở trên kháng làm bậy. 18 ban võ nghệ đều luyện cái lần, mồ hôi đầm đìa, kết quả là hai người thực lực tương đương, bất phân thắng bại nữ nhân là nước nam nhân là đá nước chảy đá mòn huyền diệu vô cùng a à. trần quyên giống như bác trảo cá giống nhau gắt gao ông lấy vương tiểu hổ hai mắt mê ly trong miệng ra sức hô hổ ca hổ ca ta rất yêu ngươi nha trần quyên đáng thương còn đắm chìm trong hạnh phúc cho rằng tìm được bạch mã hoàng tử trong đời căn bản không biết vương tiểu hổ rất nhanh sẽ đính hôn với con gái trấn trưởng lưu vương tiểu hổ chỉ là cùng nàng chơi đùa mà thôi căn bản không muốn cưới nàng Vương Tiểu Hổ thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu như Trần Quyên hiểu chuyện, có thể giữ lại làm tiểu tình nhân, nếu như không hiểu chuyện, trực tiếp một cước đá văng, có bao xa lăng bao xa. Đến trưa, Lý Hải Phong ăn cơm trưa xong, đang chuẩn bị ngủ trưa, Trần Quyên đột nhiên xông vào. Lý Hải Phong sắc mặt trầm xuống. Ngươi tới làm gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi, cút ra ngoài. Trần Quyên đem tất cả phòng đều nhìn một lần không phát hiện Lý Hải Phong mẫu thân thân ảnh, cười nói. Mẹ ngươi không ở. Lý Hải Phong nhíu mày. Ngươi muốn làm chuyện gì? Trần Quyên khẽ mỉm cười. Đương nhiên là chuyện tốt. Cô trở tay đóng cửa lại, bắt đầu xé rách tóc và quần áo của mình, thắt lưng quần cũng kéo ra ném xuống đất, sau đó cởi quần xuống một ít, lộ ra mảng lớn thịt. Lý Hải Phong trong lòng tuôn ra một cổ không ổn cảm giác, giận dữ quát ngươi muốn làm gì trần quyên cười lạnh nói lý hải phong ta nghe nói ngươi muốn thi công chức còn muốn làm đại quan sau đó trả thù ta cùng vương tiểu hổ ta nói cho ngươi biết ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được trần quyên em cứu mạng a mau tới cứu ta a cứu mạng a trần quyên hắn giọng hô to thanh âm cực kỳ thê lương hơn nữa có lực xuyên thấu rất mạnh phỏng chừng nửa thôn đều có thể nghe được Lý Hải Phong vừa thấy tình huống không ổn, co cẳng chạy ra ngoài, bị Trần Quyên gắt gao ông lấy, dùng hết khí lực toàn thân hô to, cứu mạng. Oanh! Cửa phòng bị đá văng, một đám người vọt vào, đầu lĩnh chính là Vương Tiểu Hổ. Trần Quyên ngã ngồi dưới đất, gào khóc. Lý Hải Phong không phải người A, à, hắn đem ta lừa gạt vào trong phòng, xé rách quần áo của ta, túng tóc của ta, muốn đối với ta dùng sức mạnh, ta không có cách nào sống A. À nhìn thấy trần quyên bị lý hải phong khi dễ vương tiểu hổ con mắt nhất thời đỏ lên chỉ vào lý hải phong cái mũi chửi ầm lên chó má lý hải phong lý hải phong lạnh như băng nhìn vương tiểu hổ đây hết thảy đều là ngươi cùng trần quyên thương lượng tốt đúng không đi mẹ mày lòng mày bất chính muốn khi dễ trần quyên bị tao bắt gặp còn muốn trả đũa chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như mày bây giờ tao sẽ báo cảnh sát bắt mày vương tiểu hổ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát ta muốn báo cảnh sát trong thôn chúng ta ra một tên bại hoại ban ngày ban mặt muốn cường gian nữ nhân chúng ta là cao sơn thôn các ngươi mau tới a vương tiểu hổ để điện thoại di động xuống đối bên người các thôn dân hô đại gia hỏa xem trọng lý hải phong tên cặn bã này đừng để cho hắn chạy a đợi lát nữa cảnh sát đến tất cả mọi người phải làm chứng a không thể để cho trần quyên bạch bị khi dễ a à. yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ làm chứng thật không nghĩ tới lý hải phong lại là người như vậy ngày thường giả bộ trung hậu thành thật trên thực tế trong lòng rất âm u xấu xa lý hải phong chính là một tên cặn bã còn sinh viên đại học nữa chó má có mấy thôn dân vẻ mặt khinh thường nói các loại lời khó nghe người đến vây xem càng ngày càng nhiều châu đầu ghé tai chỉ trọ lý hải phong lý hải phong nắm chặt nắm đấm mặt âm trầm đứng tại chỗ không nói một lời lão thôn trưởng cũng chạy tới hỏi thăm một chút tình huống về sau tại chỗ tỏ vẻ hoài nghi ta không tin lý hải phong sẽ làm ra chuyện như vậy lão thôn trưởng ta biết ngươi thích lý hải phong muốn che chở hắn nhưng là cũng không thể trắng đen chẳng phân biệt đi những thôn dân khác cũng lớn tiếng ồn ào để lão thôn trưởng bớt lo chuyện bao đồng Ai. Lão thôn trưởng vẻ mặt tiếc hận nhìn Lý Hải Phong, hắn biết Lý Hải Phong là bị oan uổng, nhưng hắn không có năng lực bảo vệ Lý Hải Phong, trong lòng thập phần khó chịu, Cao Sơn thôn thật vất vả ra một cái sinh viên, cứ như vậy phế bỏ. Vài phút sau, một chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa ra vào, bóng bàn. Cửa xe mở ra, đi xuống ba cảnh sát, hai nam một nữ, đều rất trẻ tuổi. Vương Tiểu Hổ vội vàng hướng Trần Quyên đưa mắt ra hiệu. Trần Quyên lập tức kêu trời kêu đất gào khóc lên. Cảnh sát, các người tính ra rồi, các người nhất định phải giúp tôi làm chủ A, Lý Hải Phong tên hỗn đảng này khi dễ tôi, thân thể trong sạch của tôi bị hắn sờ soạn, các người nếu không xử lý hắn, tôi sẽ không sống nữa. Chương 9 Nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Gần như toàn bộ người trong thôn đều đến xem náo nhiệt, chặn kín cửa. Trong sân loạn thành một đoàn. Trần Quyên ngồi dưới đất gào khóc. Cha mẹ và em trai Trần Quyên là Trần Đại Bưu chỉ vào mũi Lý Hải Phong chửi ầm lên, mắng khó nghe bao nhiêu thì khó nghe bấy nhiêu. Hỗn đảng. Súc sinh. Cầm thú. Lý Hải Phong, chơi tổ tông ngươi. Quy tôn Vương Bác đảng, ngươi phải bị xét đánh, không được chết tử tế. Trần Đại Bưu muốn tiến lên động thủ, bị cảnh sát ngăn lại. Vương Tiểu Hổ cũng không nhàn rỗi dẫn một đám người chửi bới lý hải phong mắng lý hải phong là bại hoại trong thôn sĩ nhục trong thôn vương tiểu hổ thậm chí còn kêu gào muốn trục xuất lý hải phong ra khỏi thôn cao sơn cả đời cũng không thể bước vào thôn cao sơn một bước nữ cảnh sát trong ba cảnh sát lấy còng tay ra muốn bắt lý hải phong lý hải phong lui về phía sau một bước né tránh nữ cảnh sát trừng mắt anh dám chống lại lệnh bắt lý hải phong vừa định giải thích liền thấy mẫu thân trương thúy hoa hoảng hốt chạy vào, trong tay xách theo một cái rổ, trong rổ chứa một ít rau dại. trương thúy hoa ném đi cái rổ, nhanh chóng tiến lên, mở ra hai tay bảo vệ lý hải phong, cầu xin nhìn nữ cảnh sát. van cầu ngươi không nên bắt con ta, con ta là người tốt a? À? nữ cảnh sát hừ lạnh một tiếng, con trai của ngươi vũ nhục nữ nhân, phạm vào trọng tội. không, hải phong sẽ không làm ra chuyện như vậy hắn là bị oan uổng trương thúy hoa gấp đến rơi nước mắt con ta là bị oan uổng có phải oan uổng hay không chúng ta sẽ điều tra rõ ràng mau tránh ra không nên cản trở chúng ta bắt tội phạm hắn là sinh viên đại học hắn nhận qua tốt đẹp giáo dục hắn tâm tính thiện lương tuyệt đối sẽ không làm trái pháp luật sự van cầu ngươi không nên bắt con ta con ta là bị oan uổng a à? nữ cảnh sát có chút không kiên nhẫn hướng mặt khác hai cái nam cảnh sát phất tay. Đem nàng kéo ra. Hai nam cảnh sát lập tức đi lên phía trước, lôi kéo Trương Thúy Hoa, Trương Thúy Hoa liều mạng dãy dụa, gào khóc. Lý Hải Phong nhìn không nổi nữa, lớn tiếng nói. Đừng chạm vào mẹ tôi. Nữ cảnh sát cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là thật đau lòng mẹ ngươi, nên bổn phận làm người, không nên phạm tội. Quên đi, không nói, lười cùng loại người như ngươi nói nhảm, Ta hận nhất chính là ngươi loại này khi dễ nữ nhân cặn bã. Cảnh sát nói rất đúng. Vương Tiểu Hổ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lý Hải Phong chính là một tên cặn bã, bại hoại, loại người này nên xử bắn. Hổ ca nói rất đúng, Lý Hải Phong loại này rác rưởi đồ chơi nên xử bắn. Cảnh sát, tôi mãnh liệt kêu gọi phán lý Hải Phong tử hình, tốt nhất là lập tức chấp hành. Đúng đúng đúng, phán tử hình ta giơ hai tay hai chân ủng hộ đám người lớn tiếng kêu la này đều là chó săn vương tiểu hổ đã sớm an bài tốt đương nhiên phải giúp vương tiểu hổ nói chuyện cũng có mấy cái tâm địa thiện lương thôn dân mở miệng giúp lý hải phong nói chuyện tỉ như lão thôn trưởng đáng tiếc nhân số quá ít rất nhanh bị vương tiểu hổ đám người đè xuống nữ cảnh sát viên khinh bỉ nhìn lý hải phong cũng không biết ngươi ở thôn là như thế nào lăn lộn nhiều người như vậy chán ghét ngươi ngóng trong ngươi chết ta à, nếu là ngươi a à, đã sớm một đầu đâm chết sống cũng là mất mặt xấu hổ thật bản lĩnh không có chỉ biết khi dễ nữ nhân cái gì đồ chơi a à? nếu như không phải pháp luật không cho phép ta thật muốn một súng bắn chết ngươi tên cặn bã này ngươi hẳn là may mắn sống ở xã hội mới nếu là ở xã hội cũ liền ngươi đồ chơi như vậy đã sớm bị thôn dân đánh chết căn bản không có khả năng sống đến bây giờ răng rắc Nữ cảnh sát viên dùng còng tay còng lại Lý Hải Phong hai tay, lớn tiếng quát: "Theo ta về đồn công an. Không nên bắt con ta, không nên bắt con ta a." À. Trương Thúy Hoa gào khóc muốn xông tới, bị hai cái nam cảnh sát gắt gao giữ chặt. Nhìn Lý Hải Phong bị còng tay, trong lòng Vương Tiểu Hổ vui như nở hoa, Lý Hải Phong hoàn toàn xong đời. Chẳng những bị khai trừ đại học, còn phải ngồi tù, đời này cũng đừng nghĩ thi công chức, càng đừng nghĩ làm đại quan ha 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 quá sung sướng hãy chắc chắn để ăn mừng vào buổi tối quá vui vẻ vương tiểu hổ rất bội phục chỉ số thông minh của mình có thể nghĩ ra âm chiêu cao minh như thế thiên tài a à. ngay tại tất cả mọi người cho rằng lý hải phong muốn xong đời thời điểm lý hải phong mở miệng nói chuyện vương tiểu hổ ngươi hiện tại nhất định rất vui vẻ đi lý hải phong cười lạnh nói thật sự là làm khó ngươi vắt hết ốc bố trí cái bẫy này hãm hại ta, vì bố trí cái bẫy này hao phí không ít tế bào não đi. Vương Tiểu Hổ trừng mắt. Lý Hải Phong, ngươi còn dám nói bậy, coi chừng ta kiện ngươi phỉ bán. Lý Hải Phong cúi đầu nhìn về phía Trần Quyên ngồi dưới đất lau nước mắt, trong lòng hết sức chán ghét. Trần Quyên, ta rất bội phục ngươi, có thể bất cứ giá nào không cần da mặt, chạy đến nơi này diễn trò vu oan hãm hại ta. Trần Quyên, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi làm như vậy, Lương tâm không đau sao? Trần Quyên chửi ầm lên. Anh khi dễ em, cũng không dám thừa nhận, anh không phải là đàn ông, cảnh sát à, các anh thấy chưa? Lý Hải Phong quá kiêu ngạo, khi dễ em, chẳng những không biết hối cải, còn uy hiếp em à, cảnh sát à, các anh phải làm chủ cho em à. Trần Quyên vỗ mặt đất khóc trống lên. Người không biết tình hình cụ thể, thật sự sẽ bị Trần Quyên lừa gạt, cho rằng Trần Quyên là người bị hại nữ cảnh sát cũng nổi giận rất thô lỗ lôi lý hải phong đi ra ngoài cảnh sát cho anh nghe cái này lý hải phong lấy điện thoại di động từ trong túi ra mở một đoạn ghi âm đầu tiên là tiếng trống giận của một người đàn ông trần quyên em muốn làm gì tiếp theo là một nữ nhân thanh âm lý hải phong ta nghe nói ngươi muốn thi nhân viên công vụ còn muốn làm đại quan sau đó trả thù ta cùng vương tiểu hổ ta nói cho ngươi biết ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được trần quyên em cứu mạng a mau tới cứu ta a cứu mạng a ghi âm phát đến đây sẽ không còn trong sân nhất thời trở nên yên tĩnh nữ cảnh sát ngay người trần quyên ngồi dưới đất trợn tròn mắt vương tiểu hổ trừng to mắt há to miệng biểu tình thập phần khiếp sợ biểu cảm của những người khác cũng rất tuyệt vời Lý Hải Phong chậm rãi phun ra một ngụm hờn dỗi. May mắn chính mình lưu hầu thủ. Thời điểm Trần Quyên đột nhiên xông vào phòng, Lý Hải Phong liền nhận thấy được không thích hợp, lặng lẽ ghi âm. Hắn rất may mắn chính mình ghi âm, bằng không hôm nay liền thật sự nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lý Hải Phong mặt mang cười lạnh nhìn Vương Tiểu Hổ cùng Trần Quyên. Có bất ngờ hay không? Có kinh hỉ hay không? Hai người các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới ta sẽ ghi âm đi. Chương 10 Cục diện lớn đảo ngược Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cục diện đại đảo ngược Đám người vương tiểu hổ vừa rồi còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi đều biến thành căm điếc. Trần Quyên tê liệt ngồi dưới đất, ánh mắt dại ra, giống như mất hồn. Cha mẹ Trần Quyên vừa tức giận vừa la lớn. Giả Đoạn ghi âm là giả Lý Hải Phong, ngươi quá đê tiện, giả mạo một đoạn ghi âm để hãm hại Trần Quyên, ngươi không phải là người a à. lý hải phong lười phản ứng trần quyên cha mẹ trực tiếp đem điện thoại di động đưa cho nữ cảnh sát viên cảnh sát có đoạn ghi âm này có thể chứng minh ta trong sạch đi nữ cảnh sát trừng lý hải phong một cái ngươi đã có ghi âm vì cái gì không sớm một chút lấy ra lý hải phong cười khổ nói ta vẫn muốn lấy ra nhưng là không có cơ hội a à. nữ cảnh sát hừ lạnh một tiếng tôi thấy anh cố ý cố ý làm mâu thuẫn trở nên gay gắt lúc không thể vãn hồi lại lấy băng ghi âm ra hung hăng đánh vào mặt người khác anh quá xấu xa ách không có a à. lý hải phong khẳng định không thể thừa nhận cảnh sát anh hiểu lầm rồi tôi không có nghĩ như vậy a à. đúng lúc này trần đại bưu đột nhiên vọt lên cướp đi lý hải phong điện thoại di động sau đó hung hăng ngã trên mặt đất tiếp theo dùng chân đạp đem điện thoại đạp cái nát bét sau đó đắc ý cười nói. Lý Hải Phong Trần Đại Bưu cho rằng đập điện thoại di động, Trần Quyên sẽ không sao, chỉ số thông minh này không phải thấp bình thường. Lý Hải Phong dùng xem kẻ ngốc ánh mắt nhìn xem Trần Đại Bưu. Đồ ngốc. Đem di động ngã hỏng thì như thế nào? Vừa rồi tất cả mọi người nghe thấy ghi âm, Trần Quyên vu hãm ta sự thật không thay đổi được. Trần Đại Bưu vừa nghe nóng nảy, nhặt lên một khối gạch đi đập điện thoại di động ta đem nó đập nát bét, ta cũng không tin còn có thể sửa xong. Nữ cảnh sát trống giận một tiếng. Trước mặt chúng ta mà dám hủy hoại vật chứng, thật sự là to gan lớn mật. Hai nam cảnh sát tiến lên, ấn Trần Đại Bưu xuống đất, hơn nữa còn đeo còng tay. Trần Đại Bưu không phục, dùng sức giãy dụa, còn mắng thô tục, sau khi trúng mấy cái tác, nhất thời thành thật, không dám nói nữa. Chế phục Trần Đại Bưu về sau, nữ cảnh sát viên tựu đi bắt trần quyên hung tợn mắng liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân lý hải phong vội la lên cảnh sát vương tiểu hổ cũng tham dự bắt hắn lại đi ngươi nói ta tham dự ngươi có chứng cớ sao trần quyên ngươi nói ta tham dự sao vương tiểu hổ không ngừng nháy mắt cho trần quyên trần quyên lắc đầu không liên quan đến vương tiểu hổ đều là một mình tôi làm nhìn thấy Trần Quyên đem trách nhiệm đều ông xuống, Vương Tiểu Hổ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hung tận Trừng Lý Hải Phong. Nghe thấy chưa? Ta không có tham dự. Ta Vương Tiểu Hổ làm việc quan minh lỗi lạc, lòng dạ bằng phẳng, mới sẽ không làm loại chuyện xấu xa này. Lý Hải Phong nói với nữ cảnh sát. Cảnh sát, tôi dùng nhân cách cam đoan, Vương Tiểu Hổ nhất định tham dự. Xin anh nhất định phải thẩm vấn Trần Quyên thật tốt, từ trong miệng cô ấy hỏi ra tình hình thực tế lý hải phong ta mẹ nó ngươi cái đồ đê tiện vương tiểu hổ tức giận dậm chân câm miệng nữ cảnh sát trừng vương tiểu hổ một cái còn dám mắng thô tục đem ngươi cùng nhau bắt trở về sau khi quát lớn vương tiểu hổ xong nữ cảnh sát lấy chìa khóa ra mở còng tay trên cổ tay lý hải phong anh yên tâm tôi sẽ điều tra rõ ràng trần quyên và trần đại bưu bị nhét vào trong xe cảnh sát mang đi cha mẹ trần quyên lo lắng đi theo phía sau xe cảnh sát đến đồn công an vương tiểu hổ hung tợn trừng lý hải phong một cái dẫn một đám chó săn rời đi những thôn dân khác xem náo nhiệt cũng lục tục rời đi lão thôn trưởng đi tới vỗ vỗ bả vai lý hải phong thở dài nói hải phong a à, ngươi không nên đem ý nghĩ trong lòng nói ra vương tiểu hổ lo lắng tương lai ngươi thi công chức làm quan trả thù hắn hắn nhất định sẽ nghĩ hết mọi biện pháp ngăn cản ngươi thi công chức hôm nay là một ví dụ cũng may cậu ghi âm mới không để cho vương tiểu hổ trần quyên thực hiện được kế tiếp vương tiểu hổ khẳng định còn có thể sử dụng âm chiêu ngươi phải cẩn thận a à? thật sự không được mau rời khỏi thôn trở về trường học đi chỉ cần rời khỏi thôn vương tiểu hổ muốn tính kế ngươi liền khó khăn sau khi nói xong lão thôn trưởng chắp tay sau lưng rời đi Lý Hải Phong thở dài, hắn sợ dĩ trước tiên đem chuyện thi công chức nói ra, là muốn kinh sợ Vương Đại Lâm cùng Vương Tiểu Hổ một chút, để cho bọn họ không dám tùy ý bới móc nữa, không nghĩ tới sẽ có hiệu quả ngược lại, kích thích thật sâu đến Vương Đại Lâm cùng Vương Tiểu Hổ, đối với hắn tiến hành tính kế điên cuồng. Lão thôn trưởng nói rất đúng, kế tiếp Vương Tiểu Hổ khẳng định còn có thể tiếp tục ra âm chiêu. Hôm nay cũng rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương. Gió biển mẫu thân trương thúy hoa đi tới giữ chặt lý hải phong tay. lão thôn trưởng nói rất đúng ngươi mau trở về trường học đi không cần đời ở trong thôn ngươi trở về trường học vương tiểu hổ sẽ rất khó tính kế ngươi nhưng ta không yên lòng về ngươi có gì mà không yên lòng tôi có thể chăm sóc tốt cho bản thân nhưng mà nghe mẹ nó mau về trường đi ngay tại lý hải phong do dự thời điểm phát hiện cửa cất giấu một người lộ ra nửa cái đầu, lập tức hô: "Ai ở bên ngoài?" "A, à, là ta, là ta nha." Lưu Hỷ Quân bước nhanh đi đến, vẻ mặt tức giận. "Ta vừa rồi đi trên trấn mua đồ, sau khi trở về nghe nói Vương Tiểu Hổ lại tìm ngươi gây phiền toái." "Vương Tiểu Hổ quá không phải cái gì, hắn ghen tị ngươi thi đậu đại học, sợ ngươi tương lai có đại tiền đồ trả thù hắn, cho nên tìm mọi cách muốn làm thối ngươi, cho ngươi thi không được nhân viên công vụ." ngươi nhất định phải cẩn thận a à? ngươi yên tâm ta sẽ không để cho vương tiểu hổ thực hiện được lý hải phong nói ta chỉ cần nhìn thêm một năm sau khi tốt nghiệp đại học ta sẽ đi thi công chức chờ ta làm quan nhất định để cho vương tiểu hổ cùng cha hắn trả giá thảm thống đại giới vương tiểu hổ về đến nhà về sau liền bắt đầu nổi giận đem trên bàn chén nước đều cho ném trên mặt đất tức chết ta tức chết ta ngươi điên rồi trưởng thôn vương Đại Lâm đi vào, quát lớn. Không phải là thất bại một lần sao? Vương Tiểu Hổ nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ bừng. Ta nuốt không trôi khẩu khí này a. À. Ta hỏi ngươi, nổi giận ném đồ có thể giải quyết vấn đề sao? Có thể làm cho Lý Hải Phong xui xẻo sao? Một chút tác dụng cũng không có. Chỉ làm cho mình càng thêm căm tức. Vương Đại Lâm nói ra. Gia Cát Lượng đã từng nói qua một câu càng là phẫn nộ thời điểm, càng phải bảo trì tỉnh táo. Bang bang bang. Cửa viện đột nhiên bị gõ vang.